Đối mặt với sức ép từ đông đảo khán giả trên sân Bung Karno, nhưng đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, chủ động áp đặt thế trận. Tuy nhiên từ nửa sau của hiệp 1, Indonesia dần lấy lại sự chủ động. Với thế trận chặt chẽ trên sân, có rất ít cơ hội nguy hiểm được cả hai đội tạo ra. Trong bối cảnh đó, bước ngoặt đã đến ngay đầu hiệp 2. Sự lúng túng của các hậu vệ áo trắng trong một tình huống cố định đã tạo điều kiện thuận lợi để Egi Maulana dễ dàng lập công. Đội tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp bế tắc trước sự chắc chắn của đối thủ. Để thua 0-1, thầy trò huấn luyện viên Chu Xie để mất ngôi nhì bảng vào chính tay của Indonesia với một điểm ít hơn. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Xie cho biết vẫn lạc quan dù đội nhà phải nhận thất bại. Vị chiến lược gia người Pháp nhận định các học trò kiểm soát tốt trong hiệp 1 nhưng lại để thua do sai sót cá nhân ngay đầu hiệp 2. Đội tuyển Việt Nam sẽ không đầu hàng và trận đấu này vẫn cho thấy những điểm sáng để chơi tốt trong trận đấu sắp tới trên sân nhà Mỹ Đình. Huấn luyện viên Chu Xie khẳng định mục tiêu chiến thắng để khôi phục lợi thế dẫn 2 điểm trước đối thủ. Vị huấn luyện viên 68 tuổi mong người hâm mộ tới sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam như những gì cổ động viên Indonesia thể hiện trong trận đấu vừa qua.